Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh Ngày Giờ Mình Phước nhé. Hôm nay mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng đàn gà con mình nuôi từ lúc nhỏ đến lúc gần 3 tháng tuổi. Đó, đây là lúc nó mới nở này. Đó, được mấy ngày tuổi này. Ăn rất là nhiều. Đó, một số bạn hỏi cách nuôi gà con đó. Thì nuôi gà con thì ngoài cái việc cho nó ăn uống đầy đủ ra thì các bạn chỉ chú ý về nhiệt độ của nó thôi, bởi vì nhiệt độ rất là quan trọng. Gà nó nhỏ, sức đề kháng rất là yếu. Đó, khi mới nở ra thì chúng ta ví dụ như là mới nở được mấy hôm thì chúng ta uống bổ sung đường với glucose, vitamin C á, để cho nó tăng sức đề kháng á. Đó, rồi hàng ngày thì chúng ta rửa sạch máng nước và cái thức ăn cho được, không được vương vãi, không được để thức ăn thừa nhiều. Còn dù được 10 ngày thì chúng ta nên trộn thêm cái khoảng 15-20 ngày á, chúng ta trộn thêm kháng sinh vào để cho nó ăn cho nó tốt. Một ngày thì cho ăn từ 3 đến 4 lần, nhưng mà cho đủ cho ăn thôi nhé, đừng cho ăn vãi ra này, nó thừa thức ăn cho nó ảnh hưởng. Còn nhiệt độ thì lúc nào cũng phải cung cấp cho nó rồi, nhưng mà các bạn chú ý là ví dụ nóng quá thì nó sẽ tản ra, mà lạnh thì nó sẽ trụm lại đó, cho nên cái nhiệt độ rất là quan trọng nhé. Bạn nuôi gà phải cẩn thận cái nhiệt độ đó. Đó, còn nó cho ăn thì thức ăn thì cho ăn những cái gì mà nó gà nhỏ thì cái lượng cái thức ăn thì là mua mua các bạn không có thời gian thì các bạn mua cắm cắm gà con đó cho nó ăn vào. Sau đó khi nào nó lớn lên thì các bạn sẽ thức ăn nó sẽ bổ sung thêm như là đậu tương, đậu lành, gạo nứt, rồi cho ăn thóc, sau đó là bỏ hẳn cám đi, không cho ăn cám nữa, bởi vì nếu ăn cám nhiều là con gà nó sẽ mập mà không tốt. Nó ăn thóc ăn ngô nhiều thì nó chắc con gà hơn. Đó, gà rừng mà không nên lạm dụng cám quá. Đó, sau một thời gian được khoảng gần 2 tháng thì thả nó ra ngoài để nó có ánh sáng, thì nó không bị cớm gà, nó gà nó sẽ ấy hơn, đẹp hơn. Đó, đây là lúc mình thả nó ra này, cho nó ra chuồng cho nó rộng quá. Đó, sau đó là nuốt cho chuồng ngoài cho nó bay nhảy, thế là nó mới phát triển đều, chứ không nếu mà cứ nhốt chuốt là cái mặt nó tái mét à, rừng mà cái mặt tái thì xấu lắm, nó thiếu ánh nắng á. Đó, một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ vậy thôi, anh em chú ý nuôi là chú ý là nuôi được thôi. Rồi, chúc anh em thành công nhé. Rồi, xin chào, anh em nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.